Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình Đồng Tiền Thông Minh ngày hôm nay với chủ đề thảo luận là ứng dụng KPI, tức là những cái chỉ số đo lường hiệu năng công việc trong quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Vâng, thưa Việt, tôi muốn xoáy sâu một chút về cái chỗ là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, những cái nhà quản lý mà trước tới giờ chưa áp dụng KPI. Tất nhiên là trong quá trình làm việc thì họ cũng đề ra chỉ tiêu cho các nhân viên, họ đề ra thế này thế kia những con số. Nhưng những chỉ tiêu đó là có thể linh hoạt được là và họ chưa áp dụng một cái quy trình KPI một cách chuyên nghiệp. Bây giờ nếu muốn áp dụng thì làm sao để họ có thể soạn được một cái đề mục với những cái chỉ tiêu mà nó hợp lý để không rơi vào tình trạng là những chỉ tiêu nó quá sức anh em hoặc là đề ra như vậy nhưng mà mỗi tháng chúng ta thấy là lại không đạt được thì chúng ta lại phải điều chỉnh KPI thì nó lại không chuyên nghiệp. Thì ở đây nên bắt đầu như thế nào? Tôi nghĩ là câu hỏi rất là hay tại vì nó sẽ xoáy được một cái vấn đề, tức là cái mục tiêu của KPI là để cho cái hệ thống và cái công việc nó tốt hơn, để cho người lao động và chủ doanh nghiệp có một cái sự gọi là hài hòa hơn. Thành ra là cái đó là mục tiêu cuối cùng. Còn nếu chúng ta xây dựng ra một hệ thống KPI mà để xong rồi là mọi người buông, công việc tệ hơn hay là tạo ra mâu thuẫn giữa người lao động, người quản lý và người chủ doanh nghiệp thì điều đó không có tốt chút xíu nào cả. Thế thì thông thường là như thế này các anh chị. Thông thường là cái quá trình mà hồi nãy chúng ta có nói đến một cái những cái sai lầm đó, cái quá trình mà nó dành rất nhiều cái nỗ lực của chúng ta, đó là quá trình mà chúng ta xây dựng và chúng ta giao được cái chỉ tiêu cho người nhân viên của mình. Cái chỉ tiêu này buộc là phải có sự đồng thuận của người nhân viên. Có sự đồng thuận của người nhân viên. Đồng thuận đây không có nghĩa là theo kiểu là tuân thủ 100%. Và chắc chắn là ban đầu là người nhân viên nào cũng sẽ mong muốn là nhận những cái chỉ tiêu thấp hơn, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thế thì khi chúng ta xây dựng ra một cái hệ thống KPI, thông thường các anh chị sẽ cần như thế này. Các anh chị sẽ cần phải làm cho người hiểu, người nhân viên hiểu được rằng là cái con số, cái chỉ tiêu giao cho các anh chị đó là khách quan. Chẳng hạn như là đây là con số của quá khứ. Trong 3 năm vừa qua anh đạt được cái con số này. 3, 3, 3 thì năm nay tôi giao anh 3 hay tôi giao anh 4 phải nhìn vào quá khứ thì rõ ràng là anh phải có khả năng làm được, chứ không thể nói là không làm được. Hoặc là sẽ nhìn sang những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất của mình, tham khảo những con số của thị trường. Nếu mà một số ngành mà chúng ta gọi là một con sành có tham khảo được trong nước ngoài nước thì có thể là những con số công bố trên mạng cũng có. Một cái điều nữa để mà tạo được động lực để mà người nhân viên họ nhận được cái, họ nhận cái KPI và họ chấp nhận, đó là gì? Chúng ta phải làm sao trong quá trình đánh giá cũng như trong quá trình nhận giao KPI á, chúng ta liên kết, kết nối được cái mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của người nhân viên đó với cái công việc hiện tại bây giờ. Gắn kết. 5 năm nữa em muốn làm cái chuyện này thì em phải có khả năng này, phải có năng lực này. Thế thì bây giờ em đã chuẩn bị được cái gì rồi? Và năm nay công ty có một công việc liên quan đến cái năng lực mà em mong muốn, em chuẩn bị cho tương lai này nè. Thì cái chỉ tiêu là như thế này, em thấy có thể nỗ lực được không? Và để em làm cái chuyện này, em cần sự hỗ trợ gì từ ban lãnh đạo hay là từ cá nhân của người lãnh đạo? Thì thông thường người nhân viên lúc đó họ sẽ cảm nhận được rằng là người lãnh đạo công ty quan tâm đến cái ước mơ của riêng tôi, quan tâm đến cái lộ trình phát triển của riêng tôi và tạo cơ hội cho tôi được thực hành cái điều mà tôi sẽ phải làm trong tương lai với chi phí, với rủi ro của chính bản thân tôi. Thế thì họ sẽ sẵn sàng rồi đấy. Em sẽ nỗ lực, em sẽ cố gắng. Nhưng mà giúp em cái này, giúp em cái khác, cho em một khóa đào tạo, hỗ trợ em này, hỗ trợ khác, theo dõi giám sát gì đó chẳng hạn, vân vân, thì nó sẽ tốt hơn. Như vậy thì với một người trưởng phòng, người lãnh đạo của cái phòng ban đó, bên dưới là rất nhiều nhân viên, công việc họ rất nhiều, rất bận rộn. Và với việc phải theo sát để đánh giá KPI như nói là một quá trình xuyên suốt, thì họ nên phối hợp với phòng nhân sự hoặc là họ nhận được sự trợ giúp như thế nào trong công ty để có thể đánh giá cái này cho nó chính xác? Thì ở đây cái phòng nhân sự, cái vai trò phòng nhân sự trong việc hỗ trợ trưởng phòng như thế nào? Là ở cái vị trí là đã là trưởng phòng nhân sự thì thực sự ra thì cái trưởng phòng nhân sự các bạn hình dung nó giống như là một cái đơn vị tư vấn bên trong, tức là các anh trưởng phòng sẽ hy vọng và sẽ mong muốn rằng là bộ phận nhân sự hay trưởng phòng nhân sự là một cái đơn vị tư vấn giúp cho họ là xác định được những cái kỹ thuật mà là xây dựng KPI, rồi trong cái hoàn cảnh của phòng ban như này thì chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh như thế nào, rồi trong cái quá trình mà giữa người trưởng phòng và là như anh Việt nói ấy, là khi mà giao KPI có những cái vấn đề gì thì phòng nhân sự sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cả hai phía, từ cái người trưởng phòng và đến người nhân viên, tức là nó giống như là một cái tư vấn, mà tư vấn về xây dựng, tư vấn về triển khai, tư vấn về đánh giá và luôn luôn ở bên cạnh. Ở đây thì nó có một cái quan điểm sai lầm là tất cả các trưởng phòng đều muốn rằng là phòng nhân sự là đứng ra xây dựng cái hệ thống KPI cho phòng mình, tức làm hết. Nhưng ở đây thì tôi chia sẻ rằng là phòng nhân sự không thể nào, không ai hiểu được cái công việc mà bằng chính cái người trưởng phòng, và các
và các anh chị trưởng phòng phải luôn luôn hiểu rằng là khi mà chúng ta xây dựng cái hệ thống KPI thì chính là một cái năng lực rất là quan trọng, bởi vì khi anh chị đi và khi anh chị đi lên, anh chị trưởng phòng, anh trở nên giám đốc rồi trở nên CEO, thì càng đi lên thì cái việc mà xây dựng hệ thống KPI càng quan trọng, tại vì nó càng mở rộng ra không chỉ phòng ban mà còn cả công ty của mình nữa. Tôi hiểu cái quan tâm của anh Quốc Khánh trong trường hợp này, tức là với tôi có nhiều nhân viên như vậy và tôi phải dành quá nhiều thời gian cho anh em thì thời gian đâu tôi làm công việc nữa. Thì thực sự cũng chia sẻ như thế này, cái câu chuyện thứ nhất là làm vai trò một người quản lý, làm vai trò quản lý thì mình cái mục đích chính của mình là làm cho công việc được hoàn tất thông qua những người khác, làm chứ không phải chúng ta, chúng ta chỉ đóng vai trò là tham mưu, là cố vấn, là cung cấp cái tầm nhìn, là nhắc nhở, là giám sát là chủ yếu. Dĩ nhiên là một trong một số công việc thì các anh chị đồng thời làm công tác quản lý, công tác kỹ thuật nữa thì có thể tham gia. Tuy nhiên là tôi nghĩ là cái hàm lượng quản lý vẫn là nhiều nhất. Cái chuyện thứ nhất, cái chuyện thứ hai nữa là thực ra trong cái quá trình làm KPI thì tôi nghĩ là không tốn quá nhiều thời gian. Tại vì năm đầu tiên các chị làm có thể sẽ tốn thời gian một chút xíu. Nhưng mà sau cái năm đầu tiên làm xong rồi thì nó đã có hệ thống KPI rồi, mọi người đã quen thuộc rồi. Đúng ạ. Thế thì chúng ta chỉ có chuyện là đầu năm chúng ta xác định là dựa trên kế hoạch chỉ tiêu công ty giao. Thì chúng ta cần phải làm cái gì? Các anh em giao rã cho các anh em và nói chuyện với mỗi anh em một lần. Tôi không tin rằng một người quản lý nào đó mà suốt một năm không gặp gỡ, không nói chuyện, không có trao đổi với người nhân viên mà người nhân viên nó tốt. Quá trình đó chính là quá trình các chị làm công việc của các anh chị đấy chứ, của phòng anh chị đấy chứ, không phải là công việc cộng thêm đâu. Ở đây thì tôi muốn bổ sung một chút, tức là ở trong quản lý của cái nghệ thuật đấy là chúng ta xác định được những cái gì chính yếu. Thành thử ra là cái việc mà chúng ta có cái hệ thống KPI nhưng mà tùy trong giai đoạn một tháng một quý thì cái người trưởng phòng sẽ nhấn mạnh là anh rất là muốn cái này là cần phải cập nhật hàng ngày. Thế còn đến những cái giai đoạn sau thì có thể lại những cái chỉ tiêu khác, đấy là cái nghệ thuật, là chúng ta biết tập trung vào những cái gì mà quan trọng nhất trong từng thời điểm. Thì nếu như chúng ta làm như vậy thì nó cũng sẽ giảm được cái áp lực của cái theo dõi hệ thống KPI rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Đây tôi nghĩ đây là những thông tin rất là thiết thực cho cấp quản lý và trưởng phòng. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của các vị khách mời liên quan đến chủ đề là ứng dụng KPIs, hay được gọi nôm na là chỉ số đo lường hiệu năng công việc cho cấp quản lý, cấp trưởng phòng trong việc quản lý hiệu quả nhân viên của mình. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên trang web đồng tiền thông minh fpnc.com hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.